Xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần nữa, ngày thứ ba. Và hôm nay mình có một cái mini game lớn để mà mở tặng cho các bạn đây. Chuẩn bị coi nha. Vào phòng cửa hàng. Rồi, ta-da, các bạn thấy cái gì đây không? Có hai nha, có hai gói, một gói của nam và một gói của nữ. Bây giờ thì mình sẽ mở một mini game tặng cho nam hoặc tặng cho nữ nha. Nói chung là bằng nam với bằng nữ đều tham gia được đó. Nữ thì sẽ chọn một trong ba cái bộ đồ này nha mọi người ha. Bộ đồ màu gương màu xanh nè, bộ đồ màu đỏ nè. Ui, mình thấy màu đỏ cũng đẹp nhờ. Rồi, bộ đồ gương màu đen nha các bạn ơi. Đó, một trong ba bộ này nha mọi người. Rồi tiếp tục, bạn nam thì cũng có ba sự lựa chọn luôn. Là đầu tiên á là bộ đồ Street Boy đen hoặc là Street Boy màu gỗ nha mọi người, hoặc là màu trắng nha. Bạn nam thì cũng có ba luôn, nhưng mà mình thấy cái màu trắng dành cho nam nó khá là hợp nha mọi người. Nhìn nó có vẻ như là nó hơi kiểu như là sao ta? Nó hơi công tử mọi người, nhìn khá là đẹp nha. Rồi màu đen thì cũng ok, màu đen thì hơi bao phố tí nè, màu trắng thì khá là đẹp nè. Rồi, thì nữ chọn nữ và nam chọn nam. Đầu tiên các bạn bấm đăng ký kênh của mình, sau đó các bạn comment xuống ID nhân vật của mọi người và chọn ra cho mình một trong ba bộ này nha mọi người ha. Ví dụ nữ thì các bạn chọn đen thì các bạn ghi đen, chọn đỏ thì ghi đỏ, còn bạn nam thì các bạn chọn trắng thì ghi trắng, đen thì ghi đen nha. Nhớ nha mọi người ha, và nhớ là kèm ID nhân vật của mọi người nữa, và like đăng ký kênh của mình nữa. Như vậy là xong nhá. À, một tin buồn nữa là từ nay các bạn sẽ không nhận được vé free đăng nhập mỗi ngày, tổng cộng là 20 vé nữa. Nói chung là mọi người sẽ không nhận được vé free như lúc trước nữa. Ngày nào các bạn cũng nhận được 20-40 đúng không? Bây giờ thì game không có cho nữa nha mọi người ha. Các bạn chỉ có thể nhận từ ở trong cái phần thưởng quà tặng đăng nhập hàng ngày nè, hoặc là các bạn có thể nhận ở trong cái phần xem quảng cáo dưới đây nè. Đó, 5 vé nữa nè. Rồi các bạn làm thêm cả nhiệm vụ của chị NPC cô gái game thủ nữa. Đó, nên là cái tin này rất là buồn luôn. Tin buồn hơn là cái tin này mới đúng. Không biết là mấy bữa nay các bạn đã nghe gì chưa, chứ mình đăng clip này cũng khá lâu rồi. Thì mình cũng đã nói là admin sẽ thu hồi lại 7 con ếch mới này. Và 7 con ếch mới này nó sẽ được cập nhật ở trong cái sự kiện tiếp theo sau đó nữa nha mọi người. Nói chung bây giờ các bạn sẽ không có ếch mới để các bạn bắt đầu. Nhưng mà mình có phát hiện ra một cái sự kiện ếch cho các bạn coi nha. 30 giây cho các bạn đoán đây là sự kiện gì, hay là gói trang phục, hay là cái chủ đề gì đó. Các bạn đoán đi. Đoán xong chưa? Rồi, đây, đoán xong chưa rồi. Tới lượt mình. Mình cũng nghĩ nó là một cái sự kiện thử thách bắt ếch mới gì đó hay ho lắm. Nhưng mà sau khi mình quan sát kỹ thì mình có thấy có một cái con gấu ở trong này. Thì mình nghĩ 100% nó là một cái gói VVIP mới sắp tới. Nhưng mà ở trong gói VVIP bát này có cái gì thì xem hết clip này của mình nha. Làm sao mà tránh khỏi cái hoạn đầu tiên á, là sẽ có nguyên một cái set trang phục của cái cô gái ếch này nha. Cái áo á thì các bạn sẽ có kèm thêm một cái túi ba lô xinh xinh phía bên phải nữa. Các bạn thấy nó xinh không mọi người ơi? Áo này, mũ này, tóc này, giày này, đồ nội thất này, đồ con gấu này. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là ở trong cái gói VVIP pass này á, mình có phát hiện ra một cái bí mật, đó là nó có thêm một cái vợt ếch mới nữa, một cái vợt hình con ếch nha. Cái vợt ếch mới này á thì sẽ dùng để mà bắt những con ếch mới sắp tới nha mọi người. Mình không biết cái là nó có tăng cái chỉ số để bắt ếch mới hay không nữa, nhưng mà chắc chắn cái vợt con ếch này thì các bạn phải mua rồi, tại vì bạn nào không cần đồ thì cũng phải cần vợt chứ, đúng không mấy bạn ha? Ủa mấy nấy ơi, mình tìm hoài cái bộ trang phục ếch để mình cosplay á. Mình dành hạng mục tiệc trò chơi ngày hôm nay. Thì hôm nay là chủ đề ếch, cho nên là mình đã kiếm rất là nhiều bộ trang phục trong cái kho đồ của mình mấy chục năm trước rồi, mà mình vẫn chưa tìm được cái bộ trang phục nào mà liên quan đến cái chủ đề ếch mọi người. Ủa vậy là ngày xưa mình không mua bộ trang phục ếch đó hả ta? Mình nhớ lúc trước á là có một cái gói ếch nha. Vậy là mình không có mua rồi. Như vậy thì không sao các bạn nha. Mình vẫn còn một số món phụ kiện liên quan đến cái con ếch nha. Đây các bạn coi, ví dụ như là cái áo của sự kiện ếch lúc trước mình cũng có nè. Rồi mình có thêm một cái kính ếch nữa nha mọi người. Đây cái kính này mà đeo vào thì chắc chắn là con ếch luôn. Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Cái kính ếch của tôi đâu rồi? À đây nha. Rồi mình cũng có thêm một cái mũ lá sen mà con ếch nó ngồi luôn nha mọi người. Rồi các bạn cho mình 20 giây để mình lập tức mình tìm ngay cái mũ đó để cho các bạn coi nha, xem thử là có giống con ếch hay không nha. Con này con tắc kè nha mọi người, không phải con ếch nha. Rồi mình có một cái mũ lá sen, một cái mũ lá sen nó mất tiêu ta. Một cái mũ lá sen khá là xịn. Cái này cũng được nha. Cái này là băng đô ếch ộp nha mọi người. Mọi người thích mình đeo cái băng đô ếch ộp hay là các bạn muốn mình phải tìm cái mũ lá sen ta? Mình nhớ là mình có một cái mũ lá sen cách đây chắc cũng vài chục năm trước rồi, nhưng mà không biết là nó đâu mất tiêu rồi. Đừng nói là tôi tán chết rồi nha, không có đâu. Mũ lá sen. Ui, như vậy là mình không biết cái mũ lá sen của mình nó đi đâu rồi trời. Rồi, như vậy thì mình sẽ kiếm thêm một cái đôi giày ếch nữa nha, dép alien. Nhưng mà thôi, ưu tiên cho nó một tiếng ha, là con ếch luôn. Rồi, một cái mái tóc màu xanh lá cây luôn nha mọi người. Đó, uầy. Thế này mà các bạn bảo là nó không liên quan đến cái chủ đề ếch nữa thì thôi luôn á nha. Không thì mình sẽ đổi cái mái tóc khác cho các bạn coi nha. Mái tóc khác nha.
Mọi người, các bạn nữ thích mình đổi cái mái tóc nào thì chat lên nha mọi người. Thích mái tóc này không? Hợp không? Đây, ok được nha mọi người ha. Rồi, thêm một cái ba lô ếch nữa nha mọi người. Một cái ba lô ếch nữa. Một cái ba lô ếch thì mình không có, nhưng màu xanh thì mình cũng có luôn. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ lấy cái ba lô ếch đi. Đây, ba lô ếch ộp nha mọi người. Full combo, được chưa mọi người ha? Được chưa, được chưa? Rồi, let's go. Như vậy là mình đã full cái bộ trang phục ếch ngày hôm nay rồi. Để mà làm thử thách hạng mục tiệc trò chơi. Bắt đầu. À, cái map này đã thay đổi thời gian rồi nha mọi người ha. Đã thay đổi rồi nha. Bạn nào không tin á thì vào test giống mình đi. Đây, mình test cho các bạn coi luôn. Hôm nay thì mình sẽ mặc bộ đồ ếch của skin ếch và mình test cái map này cho các bạn coi. Nói chung là nó đã giảm cái thời gian lại rồi nha mọi người. Các bạn đứng một tí là đã hoàn thành rồi, không phải như lúc trước mà các bạn đứng cả tiếng luôn nó cũng không chịu hoàn thành nữa. Còn bây giờ thì nhanh lắm mọi người, yên tâm đi. Đây, rất là dễ luôn, cứ chạy thoải mái luôn mọi người, muốn làm gì cũng được hết. Các bạn đứng cũng được mà chạy cũng được nha, nhưng mà nhớ là chạy chỗ nào mà nó còn 2 ô 3 ô nha. Chỗ nào mà còn 1 ô là coi chừng đấy. Ví dụ chỗ này này đó, đụng lại bể đó rồi. Rồi. Sắp hoàn thành rồi mọi người ơi, nhanh lắm mọi người. Rồi hoàn thành rồi đấy, thấy chưa? Ui giời, tưởng thế nào? Ôi. Trời ơi, không ra map mới. Nhưng mà mình cho các bạn coi cái này nè, hồi nãy là mình thấy rồi. Mình thấy rồi. Đây các bạn để ý kỹ nha, chuẩn bị nè. Dạo này game của tụi mình có cái này vui lắm. Lạ lắm. 1 2 rồi, đấy các bạn thấy chưa? Chưa chơi game luôn mà hai bạn đã về đích rồi. Nói chung hai bạn này chơi hay quá, hai bạn này về đích sớm quá. Còn mình thì từ từ để mình chạy lên, chạy lên sau nha. Vừa mới 3-2-1 xong là hai bạn đó về đích luôn nha mọi người. Thì các bạn không biết là có ai đã gặp mấy bạn này chưa. Đúng là siêu nhân. Đúng là siêu nhân rồi mọi người ơi. Nhưng mà cái map sở trường của mình mà lại thua mấy bạn này thì khá là bực nha. Không sao, không sao. Mà lấy top 3 nha các bạn ha. Thôi lấy top 3 cũng được. Nhường hai bạn đó luôn á. Nhường hai bạn đó luôn á. Ê rồi. Ồ đúng rồi các bạn. Mình mới phát hiện được một cái trick, một cái trick nhỏ ở trong cái map ván gỗ, nhưng mà không biết là có test được hay không nữa. Một tí mình test cho các bạn coi. Nếu như mà thành công là ok luôn nha. Nếu như mà thành công là ngon luôn á. Các bạn làm theo cái trick này của mình là bảo đảm 100% các bạn về tới đích luôn. Không cần phải nhảy check map lâu kính các kiểu nha. Một lát nữa mình gặp mình cho các bạn coi. Công nhận hai bạn này sướng nhờ. Chưa đầy một giây để về đích luôn. Rồi, xin cái top 3. Ui giời. Ok. Rồi, các bạn coi kỹ nha. Nói chung là mình chưa có chơi cái trick này bao giờ, mình mới học lỏm thôi. Bây giờ mình test thử, nếu như mà được thì các bạn làm theo cách mình nha. Đây, các bạn phải chơi làm sao để con chuột nó chính giữa nè. Cho cái màn hình nó nằm chính giữa nè, các bạn chạy nha. Từ từ, mình để nó hơi méo méo nè, được không ta? Đấy, được nè. Được nè. Ui, được nè mọi người. Ui, được. Ôi, ngon. Ôi, nó hơi méo quá ông bên rồi. Hơi méo. Ui rồi, nó hơi méo. Rồi ok, không sao các bạn nha. Đấy, các bạn test cái chích của mình nha, nhưng mà nhớ là phải đi thẳng nha. Hôm sau nếu như gặp map này nữa thì mình sẽ test lại cho các bạn coi. Rồi, tiếp tục. Chú ếch gặp map mới đấy nha mọi người. Hy vọng là không có gặp hack nha. Hồi nãy giờ mình chơi mình gặp toàn là hack không à. Từ cái ngày mà có cái sự kiện đua top bảng xếp hạng tiệc trò chơi để lấy cái huy hiệu á thì mình gặp hack khá là nhiều luôn á. Rồi, 1 ô. 2 ô dừng, rồi 1 ô, 2 ô xanh, rồi qua luôn. Ok. Rồi vô map ruột của mình rồi. Mấy cái map này thì thật sự là cũng không có cái trick gì để hướng dẫn mọi người hết. Chủ yếu là các bạn phải quan sát kỹ, quan sát tốt thôi. Đòi hỏi các bạn phải có cái độ quan sát và tính toán kỹ thôi. Khi nào mà nó vừa lên là các bạn chạy luôn là vừa. Ê, hên quá, vừa qua được luôn. Rồi qua luôn nè, rồi qua luôn nè, đây. Qua luôn nè, ok. Ê, đừng có đạp đầu tôi nha mấy ní. Mấy ní đừng có đạp đầu tôi nha. Qua luôn. Ê, qua luôn. Rồi, đợi thôi. Trời, khúc này phải đợi nha mọi người. Nếu như bạn nào mà khúc này á, có một cái trích nhỏ là các bạn nhảy qua cái ô màu cam phía bên tay trái của mình á, đó, thì các bạn sẽ đi sớm hơn nha. Còn nếu như mà các bạn cứ phải đợi như mình thì lâu lắm luôn á. Cái chỗ này hay lừa lắm nha. Mình bị chỗ này hai ba lần rồi. Ok, mắc cái top 1 luôn rồi mấy ní ơi. Tôi mắc cái top 1 rồi mấy ní ơi. Mắc cái top 1 làm sao mà mắc được. Làm sao mà mắc top 1 được. Ok, map mới top 1 nha. Thì mình sẽ test những cái map mới nữa cho các bạn coi. Chơi chưa có đã. Chưa có đã mấy ní à. Mấy map mới nhiều lắm luôn mà mình chơi chưa có hết nữa. 18 map mà tôi gặp là đây. Ui, lại map mới đúng không ta? Phải map mới không? Hình như là map này map mới luôn nè mọi người. Map mới luôn nha. Rồi ok, map mới nha. Map mới. Bình tĩnh. Để mình đua top với mấy bạn này coi. Qua luôn, lên luôn. Nhảy qua luôn nè.
Nhảy luôn này. Ờ hình như mắc cũ hay mắc mới vậy ta? Mình không biết luôn á. Rồi, cứ chơi thôi. Đụng đâu là chơi đó thôi. Đụng đâu là chơi đó này. Đòi lấy top 1 của ai? Đòi lấy top 1 của ai? Mắc cũ nha mọi người, mắc cũ nha. Nhưng mà để mình lấy top 1 cái map này cái đã. Map này dễ quá. Rồi, ngoe luôn. Đây, lên luôn. Lên luôn. Rồi, top 1 trong tay rồi đấy ơi. Hy vọng đừng có rơi khúc này nha. Khúc này mà rơi chắc là mình tắt clip luôn quá. Rồi, trời ơi, ngoe luôn. Ui. Tí nữa. À mình chơi trên máy tính nha mọi người. Các mấy bạn thắc mắc hỏi mình á. Rồi tiếp tục map mới nha. À, mình chơi game thì mình chơi trên máy tính nha. Máy tính thì có map dễ, có map chơi nó khó nha mọi người. Điển hình là mấy cái map mà đua vườn vật lý chuyển thành hay là mấy map đua mê cung á. Chơi máy tính nó khó, cái nút di chuyển á, điều khiển nó không có được mọi người. Rồi hy vọng mình ủa sao tự dưng đi qua đây hết vậy? Đừng có ai đập đầu tôi nha. Rồi vừa nói xong luôn. Vừa nói xong một cái là bị đập vô đầu luôn. Rồi thua mấy bạn kia luôn rồi. Thôi xong rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi anh em ơi. Mình đã bị đạp vào đầu và mình đã bị bỏ lại khá là xa. Không biết là mình có về kịp nữa hay không đây. Mấy bạn kia chơi khá là hay nha. Rồi ông Thịnh sẽ cố gắng vượt qua cái map này thôi. Rồi các bạn đi sát ngoài phía bên tay phải của mình nha. À đúng rồi, mình có một cái trích cho một cái map kia nữa, map mới nữa. Nếu như mình gặp mình chỉ các bạn luôn. Ờ các bạn cứ đi sát phía ngoài thôi là được à. Đó cái trích như vậy thôi. Cứ đi sát phía ngoài là được nha. Cái này cũng vậy luôn, cứ sát phía ngoài thôi. Ôi trời ơi, không được top rồi. Mắc top 1 rồi thì xin cái top 3 luôn cũng được. Không sao hết. Top 3, ở top 2 chứ. Ui trời ơi, top 2. Ngon, top 2 nha Mini. Được chưa? Vô, đây. Chính là cái map mà có một cái mẹo nhỏ mình muốn hướng dẫn cho những bạn nào mới chơi game không biết cái trích lõ này nha. Cái trích lõ này giúp các bạn có thể vượt qua nhanh chóng luôn á. Thề bảo đảm các bạn luôn. Cái trích này siêu hay luôn. Đây theo mình nè. Hôm bữa mình có làm thử rồi nhưng mà mình chơi nó cứ bị rơi à. Bữa nay mình quen tay rồi. Đây các bạn coi nha. Ó lên nè. Nhảy lên. Xong nhảy lên luôn. Cứ nhảy liên tục cho mọi người. Rút ngắn được khoảng thời gian các bạn leo thang á. Nhảy lên luôn. Đó. Ok đừng có đạp đầu mình chứ. Mày đi. Ôi mày đạp đầu nữa rồi. Chơi mấy cái này toàn bị đập đầu đập đít không à. Không sao. Rồi cái chích của mình đây. Đi sát qua bên tay phải này, tay trái cũng được. Rồi các bạn đi sát phía ngoài nha. Sát ra ngoài ra. Đó giữ im nha, đừng để rơi nha mọi người. Nhớ đừng để rơi nha. Đi một chân thôi nha mọi người. Giữ một chân thôi. Ok rồi. Đã qua rồi đấy. Rồi lên luôn. Không biết là mình top 1 hay là bạn cá top 1 đây. Xin cái top 1 nào. À, xin cái top 1 nào. Ôi dồi ôi. Ấy ơi rồi. Nhảy đập mặt vô đít kìa. Mình là bị đập mặt vô đít nữa rồi. Sao có số của mình xong mình chơi game rồi. Các bạn khúc này nè mọi người để màn hình ngang các bạn nhảy cho nó dễ nha. Đó màn hình ngang này rồi. Đây. Màn hình ngang thì các bạn thấy được cái khoảng trống các bạn canh các bạn nhảy được nha. Còn bạn nào chơi quen rồi thì thôi. Đấy, bạn nào chơi quen rồi thì thôi. Ai top 1 đây? Qua luôn. Rồi, qua luôn. Ây, ok. Top 1.